anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải xa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai dẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai dẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị dẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Kính chào bà và anh chị em, chúng ta thấy ngày nay xã hội thay đổi rất là nhanh chóng trong các khía cạnh, trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực về tư tưởng, quan niệm sống. Cụ thể ở đây chúng ta chia sẻ với nhau đó là quan niệm về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình. Ngày nay nhiều người trẻ, nhiều bạn sinh viên sống ở các thành phố lớn dễ dàng sống thử, sống chung với nhau trước hôn nhân. Và quan niệm về vấn đề tình dục, tình yêu và gia đình dường như rất là thoáng, rất là thoáng. Cho nên là tỷ lệ mà ly hôn càng ngày càng tăng. Và trong giáo hội Công giáo, các gia đình trẻ, tỷ lệ ly hôn tăng rất là nhanh. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu, sống đức công chính mới, sống luật mới mà Ngài mời gọi. Chúa Giêsu nói luật xưa dạy rằng chớ có ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em, ai nhìn người phụ nữ mà đem lòng ham muốn thì đã ngoại tình rồi. Người xưa, luật xưa dạy rằng nếu ly dị thì hãy viết chứng thư cho vợ mình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai ly dị là đẩy người vợ của mình vào tình trạng ngoại tình, và ai lấy người phụ nữ ấy thì cũng đã phạm tội ngoại tình. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, giáo hội đang quan tâm đến các gia đình, quan tâm đặc biệt đến việc mục vụ cho các gia đình, cách riêng là những anh chị em rơi vào tình trạng ly hôn và đi thêm một bước nữa mà chúng ta gọi đó là rơi vào tình trạng rối hôn nhân. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm ngoái và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới đây, chủ đề chính là gia đình, và quan tâm cách đặc biệt là giáo hội, các vị mục tử chăm sóc cho những anh chị em rơi vào tình trạng bị rối hôn nhân, ly dị rồi đi thêm một bước nữa. Khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa, lắng nghe những giáo huấn của Chúa Giêsu về đời sống hôn nhân gia đình, và khi chúng ta thấy rằng giáo hội thao thức làm sao có những cách thế mục vụ tốt cho các gia đình, đặc biệt là những gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế, thì chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta khám phá vẻ đẹp trong đời sống hôn nhân gia đình, trong ơn gọi của chúng ta. Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta qua giáo hội khám phá vẻ đẹp nơi giới tính mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng ta. Giới tính nam hay nữ không phân biệt. Vấn đề tình dục đặt đúng nơi đúng chỗ
trong đời sống hôn nhân là điều tốt đẹp, chứ không phải là điều xấu xa. Và việc chung thủy với nhau trọn đời, một vợ một chồng, đó là lời mời gọi ngay từ thuở tạo thiên lập địa mà Thiên Chúa đã kêu gọi những con người đầu tiên. Ngài kết hợp họ cả hai nên một. Và sự gì mà Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Có một số người bảo, sao ngày nay giáo hội khó thế, giáo hội cổ hủ thế, không cho ly dị. Nhiều cặp đôi gặp những hoàn cảnh khó khăn bi đát lắm, làm sao cho ly dị. Thương bà và anh chị em, như lời Chúa Giêsu nói, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, thì những điều gì, những ai mà Thiên Chúa đã xe định, đã kết hợp, thì con người không được phân ly. Những đôi, những cặp mà muốn tách, mà muốn gọi là không sống chung với nhau nữa, khi đã cử hành bí tích hôn phối, thì phải khẳng định rằng, phải tìm ra cho được nguyên nhân là khi họ cử hành không có hợp luật, bất hợp pháp, và cái hôn nhân đấy không thành sự, cái bí tích đấy không thành sự, thì giáo hội mới tuyên bố rằng cái trường hợp này có thể tách ra, có thể không chung sống với nhau nữa. Giáo hội, các vị chủ trang trong hội thánh, kể cả Đức Giáo Hoàng, không có quyền gọi là phá vỡ hôn nhân đã thành sự, nghĩa là cho người ta ly dị. Bởi vì đó là luật của Chúa, đó là việc Thiên Chúa đã xe định, loài người không được phân ly. Những anh chị em rơi vào tình trạng gọi là đã ly hôn mà đi vào một bước, đi thêm một bước nữa, rơi vào tình trạng rối đấy, giáo hội cố gắng để tìm ra những phương thế, những phương cách mục vụ tốt nhất, làm sao để cho những anh chị em đấy cảm nghiệm rằng mình không bị đẩy ra bên ngoài giáo hội, giáo hội không bỏ rơi của mình, Thiên Chúa không bỏ rơi mình, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, mình sống trong tình trạng đó đó, nhưng mà Thiên Chúa vẫn thương xót mình, Thiên Chúa vẫn yêu thương mình. Liên quan đến luật của hội thánh, luật mà đang được áp dụng, có thể mình rơi vào tình trạng rối, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa thì mình vẫn được mời gọi trông cậy vào lòng thương xót của Ngài. Bởi vì ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, đó là ơn cứu độ một cách nhân không. Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài đã chết để cứu chúng ta, Ngài thương xót chúng ta, và do đó chúng ta được mời gọi đặt niềm cậy trông vào Ngài. Hôm nay chúng ta suy nghĩ về đời sống hôn nhân gia đình, giới tính mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, chỉ cho mỗi người chúng ta khám phá ra được vẻ đẹp nơi con người chúng ta, giới tính mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người, xu hướng tính dục đấy là cao quý tốt đẹp khi đi trong đường lối của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta khám phá ra vẻ đẹp trong đời sống hôn nhân gia đình của mình, khám phá ra sự cao quý trong ơn gọi của mình, để mình có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống hôn nhân mà ông bà và anh chị em đang sống. Và chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cũng như nâng đỡ những anh chị em đã ly dị và đi thêm một bước nữa. Chúng ta cầu nguyện cho các vị chủ trang trong hội thánh có những phương thế mục vụ để làm sao những anh chị em sống trong hoàn cảnh ấy cảm nghiệm được lòng xót thương của Thiên Chúa, cảm nghiệm được rằng mình vẫn là thành phần của giáo hội, mình vẫn là con cái của Thiên Chúa, được giáo hội che chở, bảo bọc và được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho hết thảy mỗi người chúng ta, cầu nguyện cho gia đình chúng ta và cầu nguyện cho các gia đình trên thế giới, cách đặc biệt các gia đình Kitô giáo. Amen.